Xin chào, mình là Phúc, chuyên viên guitar tại Việt Thương Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cây guitar đang rất hot trong thời gian qua, đó là Fender FA100. Fender FA100 được thiết kế với mặt trước của đàn làm bằng gỗ sprue laminate và gỗ basswood ở mặt sau và mặt hông. Có thân đàn full size 44, được thiết kế với dáng dreadnought hay còn gọi là dáng D. Cần đàn 20 phím, được làm từ gỗ maple, cần thẳng mượt mà, action chuẩn, tạo cảm giác thoải mái khi bấm. FA100 có giá là 2.790.000. Và khi mua đàn, bạn sẽ được tặng kèm một bao đàn Fender chính hãng